Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay có tên cầu thủ Nikola Jokic như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Chữ O này. Các bạn sẽ sâu dần dần những cái chữ vào như vậy nhé. Tiếp theo là chữ L này. Chữ A này. Và mình sẽ ngăn cách bằng một cái hình viên ngọc. Và mình sẽ sâu tiếp chữ tiếp theo nha. Như vậy là mình đã sâu xong tên của cầu thủ. Và tiếp theo mình sẽ sâu những cái hạt màu. Sau khi mà mình đã sâu xong tên thì mình sẽ sâu những hạt màu. Những cái hạt màu ở đây mình sẽ sâu là hạt hình ngôi sao hoặc hình trái tim nha. Và mình sẽ sâu một những hình ngôi sao. Trong cách hình ngôi sao mình sẽ sâu những cái hạt màu sắc ở đây. Mình sẽ sâu tiếp vào đây một hình ngôi sao màu hồng. Và sâu tiếp những cái hạt nhỏ nhé. Cứ sâu như vậy, sau đó mình sẽ sâu tiếp vào thêm hình ngôi sao nhé.
Mình cứ sâu như vậy cho đến cái phần dây phía trên này nha. Sau đó mình sẽ sâu tiếp vào đây một hình ngôi sao. Sau khi mà sâu xong mình sẽ buộc hai đầu dây này lại nhé. Vậy mình đã làm xong một chiếc vòng tay có tên cầu thủ như thế này. Các bạn có thể tham khảo cách làm của mình nhé. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.